Ê, Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Hòa Hội, huyện Siêu Mập, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đó chị ha. Nay lại có một cái siêu phẩm ha. Chủ gửi bán một cái siêu phẩm là hơn 2.000 m², giá chỉ nhỉnh 1 tỷ chút xíu thôi anh chị. Và cái vị trí thì bất động sản đó thì ra cái trung tâm chỗ Điền đang đứng đây thì khoảng vài trăm mét, nằm đằng sau cái ủy ban xã Hòa Hội anh chị ha, ủy ban nhân dân xã Hòa Hội. Ngay chỗ đây thì chính xác là Điền đang ở đây là trên đường tỉnh lộ 329 anh chị ha. Hướng trước mặt là Điền đang quay đây thì mình di chuyển ra được trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phú Bửu ha. Là mình đi khoảng đâu đó là 7-8 cây số á chị, 7-8 cây số mình có thể ra đó rồi. Còn ra biển gần nhất là biển Hồ Tràm, thì mình đi đường này đi xuống thẳng luôn ha, là mình đi khoảng đâu đó là 14-15 cây số á chị ha, đường này. Còn cái hướng ngược lại đây mình có thể đi vào trong xã Hòa Hiệp này, đi vòng được xã Bình Châu ha. Nói chung là đường thông thương. Đường này thì Điền cũng có nói nhiều rồi, cung đường này sẽ giao với đường quốc lộ 5 đó, ra ngoài trung tâm huyện đó. Thì quốc lộ 5 mình có thể đi được thành phố Hồ Chí Minh, đi được thành phố Bà Rịa, và đi được thị xã Phú Mỹ này kia vân vân. Nói chung là cái đường xá thì nó thông thương thuận tiện hết đó chị ha. Và quay lại vấn đề chính là cái bất động sản mà Điền muốn giới thiệu đây, đang có tổng diện tích là 2.144 m² ha. Một cái diện tích được gọi là khá là nhiều anh chị, cũng cũng được gọi là khá là nhiều ha, đất vườn ha, nhỉnh hơn 1 tỷ một chút xíu thôi. Có là 32 mét mặt tiền đường anh chị đó, và nằm khu dân cư. Nói chung là dân cư thì cũng không đông, hơi thưa chút xíu. Nói chung là để có nguyên một vườn trái cây ha, nói chung là vườn nhãn, cây cũng có nhiều năm tuổi rồi. Nằm đằng sau ủy ban anh chị ha. Mình phải qua cái rừng này anh chị ha, cái khí hậu rất là mát luôn đó, phải qua cái rừng Giá Tị này anh chị đó. Rồi bây giờ Điền xin mời cô chú vị theo chân Điền ha. Đây chị ha, nãy thì Điền đứng ở ngoài đây đi vào anh chị, ngoài đó là mình đi khoảng vài trăm mét thôi là mình đụng ngay tỉnh lộ 329 anh chị ha. Nãy Điền cũng có giới thiệu hết rồi đó, ở ngay đó là trung tâm xã rồi, với tiện cái tiện nghi thì đầy đủ ha, trường học các cấp, chợ đò này kia, kinh doanh nhỏ lẻ này kia ha, nằm ngoài đường 329 có đầy đủ ha. Đó, nói chung là mình ra đó đụng ngay gần ủy ban rồi đó, ra cũng gần đó, đi một đường một ha, đó đi ra đó. Còn cái hướng ngược lại đây thì mình có thể là vào khu dân cư và vào cái đất vườn của người khác anh chị ha. Nói chung là cái khu vực này thì trồng nhãn, đa số là trồng nhãn anh chị ha, nhãn rất là nhiều luôn anh chị. Như bên này thì nhãn bên này thì hình như là đang để hoang này đó, trái nó mọc tự nhiên luôn chị ha, đó trái rất nhiều luôn chị này, đó như cây này này, wow trái rất là nhiều luôn, nặng trĩu luôn. Nói chung là đất này thì em nghĩ là đề nghị là của một cái anh chủ nào đó mua ha, người ta mua người ta để ở đây ha, để hoang không không sử dụng ha đó. Còn như cái chỗ này thì có những cái nhà dân xung quanh đây ha, nói chung là nhà làm vườn là nhiều anh chị. Kiểu nhà vườn đó, làm vườn nhãn này kia, canh tác này kia rất là nhiều luôn ha. Đất người ta rộng nên là đâm ra dân cư thì thưa, hơi thưa chút xíu đó. Và đây chị ha, cái bất sản mà Điền muốn giới thiệu đó, hơn 2.000 m², cách cái đường nhựa này vào khoảng đâu đó là mười mấy 20 mét thôi chị. Đi vào rất là gần luôn nhỉ đó. Đây chị, mình đi vào đây ha. Nói chung là đường này là đường ô tô đi ha, nói chung là ô tô chịu khó né nhau cũng được hả chị, có cái là mùa mưa này cỏ mọc hơi bị lấn đường chút xíu. Tính ra đường này thì rộng khoảng đâu đó thì để em đi đo thử ha, khoảng 5 mét đó chị, khoảng 5 mét, 5-6 mét đó. Nói chung là cũng tương đối rộng, nó qua tới đây nha ha, cái ranh đường của mình qua tới đây, đường rộng. Nhà nước thì đang trồng mấy trụ điện này, trồng mấy trụ điện để kéo kéo điện hả chị. Nói chung là khu vực này thì có điện đài rồi ha, đây này. Còn chỗ này thì chắc cái đề nghị là chưa kéo dân ở thưa nên là chưa kéo cái nước máy vào ha, do người ta cũng chưa có nhu cầu anh chị. Đó, điện thì có hết rồi anh chị ha, điện hai pha luôn anh chị ha, điện hai pha luôn. Chỗ này thì đang trồng cái hàng cục điện. Đi vào đây khoảng mười mấy 20 mét thôi. Cho là vài chục mét đi là vào tới bông sản của mình rồi.
Nằm vị trí bất xã mình thì nằm đằng sau cái ủy ban nhân dân xã Hòa Hội đó chị. Đây chị ha, bất xã là đi muốn giới thiệu nằm đây anh chị. Nói chung là nằm trên trục đường đường đất này. Và bây giờ Điền sẽ nói cung cấp những cái thông tin cơ bản và Điền sẽ nói về cái phần pháp lý và sau đó Điền sẽ báo giá luôn chị ha. Đó, bất xã mình thì đang có diện tích ha là bám theo mặt tiền đường đất này đi qua đây là 32 mét hơn ha, cho 32 mét đi cho tròn trịa hả, và sâu cạnh này là 76 mét ha, nói chung là cả hai cạnh đều là 76 mét và hậu của mình là còn lại là 25 mét hơn thôi chị, cho 25 mét đi tròn ha, 25 mét là tổng diện tích là 2.144 mét vuông. Hiện tại trên đất thì đang có những cây nhãn ha, nhãn lâu năm rồi, nói chung là đang cái nhãn đang để hoang thôi, không không có canh tác các chị ha, đang để hoang thôi. Thì nói chung là cũng nhiều nhiều cây nhãn đó chị, cũng mấy chục cây đó, nói chung là trồng phú nhãn ha. Đó, rành thì qua tới đây chị ha, qua tới bên này. Đó. Đây. Đó, cái rành thì nó sẽ lui qua tới đây ha. Đó, ngay ngay cái cột này đây. Đó, cái móc nó bị ngã đó. Đó. Và sâu vào trong là 76 mét ha. Đó. Tổng diện tích là 2.144 mét vuông. Đó, như ban đầu thì Điền cũng có báo giá rồi đó ha. Giá đang cần bán nha. Giá cực kỳ hời cho cô chị mình đầu tư luôn. Giá đang cần bán là 1 tỷ 2 chị cho tổng bất động sản này ha. 2.144 luôn. Đó. Nói chung là hiện tại bất động sản mình đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Đó, nói chung là cây lâu năm chưa lên thổ cư được, cái chị anh Điền nói luôn là chưa lên thổ cư được, nhưng mà xung quanh thì có những nơi nó phủ hồng rồi, giáp đất mình là phủ hồng rồi, có dân cư rồi, dân cư nói chung là cũng thưa thớt anh chị, như đất này là phủ hồng đó, kế bên đất mình cũng phủ hồng nhưng mà đất mình chưa phủ hồng anh chị ha. Và Điền chia sẻ một cái thông tin rất là quan trọng nha, anh chị nên nhớ nha. Thì thí dụ mà cái bất động sản này mà cô chú này mà có coi ai review hay là coi ai giới thiệu tới á, thì nên để ý cái này ha. Thì cái đường hiện tại nha, hiện tại là cái đường này nè, đường này là đường hiện hữu, đường được gọi là dân sinh thì đưa đi trước giờ rồi, nói chung là đường này lúc trước là chưa có nhưng mà người ta đi này kia người ta cũng hiến đất ra đó, để mà tạo cái lối đi đó, đường này đi thăm luôn, đi qua đường nhựa bên kia luôn đó. Thì hiện tại trên sổ mình thì nó chưa hiển thị cái đường này đó, đường này chưa hiển thị trong sổ nha. Nhưng mà thực tế là mình đi được bình thường. Nói chung là hiến đất với nhau rồi thì chưa có cập nhật lên cái hệ thống đó. Nên là nó chưa thể hiện trên sổ cho mình. Nhưng mà tương lai chắc chắn đường này sẽ cập nhật ha. Hiện tại trên quy hoạch mình là thể hiện đường quy hoạch là đi ngang qua rồi. Rồi cái thứ hai á là đường trước giờ là hiến rồi và người dân đi xưa giờ rồi anh chị. Thì nó có hiện hữu hết rồi. Có cái là pháp lý là chưa vào sổ được thôi. Còn cái vấn đề mà tương lai khi nào nó vào sổ được á thì Điền cũng chưa nói trước được, Điền cũng không có cái thời gian chính xác để mà nói được ha anh chị ha. Đó. Nên là Điền cũng nói rõ là đường này là hiện tại là đường thực tế mà đi ok thoải mái. Nhưng mà trên sổ chưa có đường anh chị nha, trên sổ chưa có đường. Đó. Như điện này nói chung là nhà nước đã cắm cục điện ngay đây rồi thì thế nào tương lai đường nó cũng sẽ có hiện hữu trong sổ à, không sao hết hả. Nói chung là với cái giá này thì cô chú mình có thể là mua đầu tư này, mua để dành ha, một làm nhà vườn gì đó, nói chung là đất cây lâu năm không thổ cư mình làm nhà vườn, làm kiểu là trồng kiểu là xây dựng nhà vườn thì thoải mái, không sao hết anh chị ha, không cần phải có thổ cư đâu. Còn mà tương lai thì nó chờ nó làm đường cập nhật vào sổ rồi thì cái giá trị này không, cái giá trị bất sản này không còn là 1,2 tỷ nữa chị ha. Đó. Nó giá trị nói chung là cũng là một món hời cho cô chú mình đầu tư đó. Đó là Điền chia sẻ luôn hết luôn đấy anh chị ha, chia sẻ có sao Điền chia sẻ vậy. Thì đó anh chị coi cái bản này ha. Rồi cô chú nào mà thực sự thiện chí quan tâm bất sản này liên hệ Điền ha, thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm cái phần giá gì ha. Nói chung là hiện tại giá này đang kẹt, đang ngợp cái gì bán có 1,2 tỷ tổng chuyện tổng bốn sao là hơn 2.000 mét vuông đó. Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha, cô chú nào mà quan tâm thì inbox ngay cho Điền.
Điền xin nhắc lại một lần nữa ha, bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 32 mét mặt tiền đường đất nha. Và sâu là 76, tổng diện tích là 2.144 mét vuông. Đang cần bán là 1 tỷ 2 chị, giá đang ngợp, đang cần tiền đó chị ha. Và giá này là đang đưa là giá sát sàn. Đó, sẽ có thương lượng một chút ít đó chị. Đó, rồi chị nào mà quan tâm thì liên hệ Điền nha, và thiện chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng. Rồi Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Cô chú như vậy nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để đón xem được những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.